Ơi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình nha à, Ngày hôm nay á, mình muốn á, quay lại một cái video để á, Quay lại quá trình bé alligator này à, săn mồi, săn cá như thế nào Thì à, từ đó giờ mình nuôi á Chỉ có một đôi lần là mình thấy nó săn cá thôi Mà cũng không phải là săn nữa Nó nằm một chỗ và ấy, miệng ra đợi con cá bơi vào miệng Sau đó thì nó mới cắn mạnh một cái Và video ngày hôm nay thì mình đã để bé ở trong một cái bể kính sau đó bỏ những con uh, cá mồi vào hy vọng là bé sẽ săn để cho chúng ta quay lại được cái khoảng khách săn mồi của bé ha thì những chú cá mồi ở trong này đây là dòng uh, cá chép mồi mình mua ở ngoài tiệm cá cảnh á mua chỉ có 10.000 thôi và nó gấp 3 lần cái số cá ở trong cái bể này nói chung là có thể ăn được hai bữa cho bốn bé rùa của mình thì dòng cái chép vàng này nè Nó màu vàng cho nên là khi mà Ê ê ê Con Ali nó có cái gì kìa What the fuck Cái gì vậy Trời ơi Má ơi Ghê vãi <laughs> Đây cũng là lần đầu tiên mà Mình quay lại được Cái khoảng khắc mà nó đi cầu như thế này luôn á Trời ơi ra cục cất dài bằng cái người của nó luôn Hay là có thể ở đây là một cái chiêu của nó ta nó không có muốn đi săn cho nên là nó đi cầu ra để làm mấy con cá kia bị ngộ độc sau đó thì nó mấy con cá kia chết thì nó sẽ âm thầm nó ăn cũng hay á ha cho nhìn ghê vậy rồi anh còn khuấy 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 lên cho, cho phân nó hòa vào nước nữa thì những dòng cá chép mồi vàng này nè khi mà thời gian cho ăn lâu ngày á thì có thể là những chú rùa chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái màu vàng này có thể thôi nha là nó sẽ lên cái màu hơi vàng vàng chút xíu <laughs> mình nghe một số anh em nói như thế mình thì mình chưa có thử tại vì mình cho ăn tùm lum loại cá hết á trời ơi nhìn nước dơ dơ hồi nãy còn sạch sẽ mà nãy giờ nó vẫn chưa chịu ăn cá nữa anh em à khá là lâu mấy con cá thì đang uh, thưởng thức món phân rùa phân rùa cá sấu trước khi bị uh, làm con mồi nhìn mấy con cá ăn có vẻ ngon ha thiệt là tục đó chưa có con nào bật ngửa hết ta bé <laughs> rùa thì vẫn đang âm thầm hít thở thì cá chép mồi này nè nó đây là những cái size mà size mồi cho nên nó sẽ nhỏ nhỏ như thế này thôi à, nó cũng không có nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tùy vào mỗi tiệm bán ha, các bạn mà cái sai này thì nói chung mà cho những bé rùa baby ăn cũng được chúng ta cắt ra chút xíu thôi cắt ra làm đôi là nó ăn được rồi không thì để cho nó tự xé luôn không sao cả Ủa mà sao nãy giờ con ali vẫn chưa chịu ăn ta hay là nó mới đi cầu xong rồi nó chưa muốn ăn có thể là như thế Tại hôm qua mình cũng mới cho nó ăn uh, cám rồi Ăn cám màu nâu Cho nên là đi Đi uh, ra cục phân cũng màu nâu luôn sao bỏ vô bể kính Nhìn cái bé rùa Ali này xấu vãi Đen thui à Mai thì chưa gồ cao lắm ha Nhìn nó vẫn có gì đó xấu xấu Nhìn chưa ra nét lắm Hy vọng ở trong thời gian sắp tới Thì nó sẽ gồ lên cao hơn Và ngầu hơn cá chép mồi á cá chép này không biết con người ăn được không ta lấy lên uh, chiên ăn cơm vẫn chưa chịu săn nữa vẫn đang hít thở hay là do nó thấy mình ở đây cho nên là nó vẫn còn ngại nó không có ăn, ăn cá ta Thôi, chắc là mình phải bắt nó ra ngoài rồi cho nó tự tự ăn để ở ngoài thì nó tự ăn còn lúc nào mà mình nhìn nó hoặc là mình để cái máy quay như thế này là nó cũng không có chịu ăn nữa quá lâu luôn nãy giờ là 5 phút trôi qua mà vẫn chưa chịu ăn thiệt tình mấy con cá này cũng may ha nó bơi theo đàn luôn à nó nấp hết qua bên này con rùa quay qua bên này thì nó lại chạy qua bên kia đó, đó, đó. Rồi làm gì, nó chạy thế chạy đi kìa, rồi xong chắc là video này thất bại rồi, không có quay được cảnh mà bé Ali này săn cá cho các bạn xem được, nhưng mà bù lại thì quay được cái cảnh kia cũng hay với bồ, thôi, <laughs> bye bye các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ, mình up video đây, mình dọn dẹp đây, bye bye.